Chào đón các em đã đến với bài học phép nhân phân số. Qua bài học này thì các em sẽ biết thực hiện phép nhân hai phân số. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu ví dụ. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 4/5 m và chiều rộng 2/3 m. Vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể tính diện tích từ hai phân số đã cho? Chúng ta quan sát ở đây, cô có một hình vuông và độ dài mỗi cạnh sẽ là 1 m. Cô chia hình vuông này ở cạnh dưới thành 5 phần bằng nhau và cô đánh dấu 4 phần. Như vậy ở đây cô có 4/5 m tương đương với chiều dài của hình chữ nhật. Và cạnh kế bên cô sẽ chia thành 3 phần, đánh dấu 2 phần. Vậy đây là 2/3 m tương đương với chiều rộng của hình chữ nhật. Và đây là hình ảnh thể hiện hình chữ nhật đã cho trước. Và chúng ta tính diện tích hình chữ nhật, tức là tính phần diện tích đã được tô màu xanh ở đây. Vậy thì ta phải thực hiện phép nhân 4/5 × 2/3 để tìm ra được kết quả là diện tích của hình chữ nhật này bằng bao nhiêu. Thì các bạn thấy này, hình bên có bao nhiêu ô chữ nhật bằng nhau? Hình này đã được chia thành 15 ô chữ nhật bằng nhau. Mỗi ô chữ nhật có diện tích là bao nhiêu? Vì nó được chia thành 15 ô chữ nhật bằng nhau và diện tích của hình này là 1 m², cho nên mỗi ô chữ nhật sẽ có diện tích là 1/15 m². Vậy diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu? Vì một ô là 1/15 m², ở đây có tất cả là 8 ô màu xanh. Như vậy thì diện tích của hình chữ nhật là bằng 8/15 m². Và các bạn chú ý ở đây, 4/5 × 2/3 với đơn vị là mét, thì chúng ta đã tìm ra được kết quả là 8/15 m². Và chúng ta thấy này, 8 thì bằng 4 × 2, 15 thì bằng 5 × 3. Và đây chính là cách thực hiện phép nhân phân số chúng ta sẽ được tìm hiểu. Chúng ta vừa tìm hiểu xong ví dụ này thì chúng ta sẽ rút ra được kết luận. Muốn nhân hai phân số, ta lấy tự số nhân với tự số, mẫu số nhân với mẫu số. Các bạn cần ghi nhớ quy tắc này. Để khắc sâu hơn kiến thức chúng ta vừa được tìm hiểu, mời các bạn cùng cô làm những bài tập bài 1 tính. Đây là những phép nhân hai phân số với nhau. Áp dụng những gì chúng ta vừa được học, các bạn dễ dàng thực hiện được bài tập này. Thực hiện xong chúng ta sẽ thực hiện bài 2, rút gọn rồi tính. Vậy việc đầu tiên các bạn cần phải làm đó chính là rút gọn các phân số. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện tính phép nhân như các bạn vừa mới được học. Như ở đây, 2/6 × 7/5. Rút gọn phân số 2/6 ra được phân số 1/3. Nhân phân số này với 7/5 thì lấy tự nhân tự là lấy 1 × 7 này, mẫu nhân mẫu là lấy 3 × 5, tìm ra được kết quả của phép tính này là bằng 7/15. Tương tự như vậy các bạn sẽ làm được phần B và phần C. Đây là kết quả. Bài 3, một hình chữ nhật có chiều dài 6/7 m và chiều rộng 3/5 m. Tính diện tích hình chữ nhật đó dựa vào những gì bài toán cho chúng ta biết và yêu cầu chúng ta tìm, các bạn có thể tóm tắt được bài toán như sau. Chiều dài 6/7 m, chiều rộng 3/5 m, diện tích ……m². Đã biết chiều dài và chiều rộng là bao nhiêu rồi, dễ dàng các bạn sẽ biết cách tính diện tích của hình chữ nhật này, có đúng không? Vậy thì bài giải như sau. Diện tích hình chữ nhật là lấy 6/7 × 3/5. Đây là một phép nhân hai phân số. Vậy thì lấy tự nhân tự và mẫu nhân mẫu thì chúng ta sẽ tìm ra được kết quả là 18/35, đơn vị là mét vuông, đáp số 18/35 m². Thực hiện xong rồi các bạn hãy mở iBook ra để cùng cô luyện tập thực hành nhiều hơn trong kiến thức của bài học hôm nay chúng ta đã tìm hiểu. Hãy mở iBook vở bài tập toán 4 tập 2 để cùng cô luyện tập thực hành bài 122 phép nhân phân số. Đầu tiên chúng ta sẽ làm bài 1. 1. Tính theo mẫu. Để làm bài, hãy nhấn chuột vào nút học sinh làm bài, quan sát mẫu. 4/5 × 3/7
thì chúng ta sẽ nhân tự số với tự số, mẫu số với mẫu số, tức là lấy 4 x 3 và lấy 5 x 7 thì tìm ra được kết quả là bằng 12/35. Thực hiện tương tự như vậy, các bạn cũng sẽ làm được bài như sau. 4/9 x 1/3 thì lấy 4 x 1 và 9 x 3 tìm ra được kết quả là bằng 4/27. Tương tự như vậy, các bạn sẽ làm được những phép tính còn lại. Làm bài xong nhớ kiểm tra bài làm của mình rồi tiếp tục làm bài 2. 2. Rút gọn rồi tính theo mẫu. Nhấn vào đây để có thể thực hiện được bài tập này. Quan sát mẫu 7/5 x 2/6 thì chúng ta sẽ rút gọn phân số 2/6. Lúc này sẽ là 7/5 x 1/3. Thực hiện phép nhân như chúng ta cũng được học thì các bạn sẽ tìm được kết quả là bằng 7/15. Như vậy thực hiện chúng ta sẽ làm được bài như sau. 5/15 rút gọn được 1/3. Nhân 1/3 với 13/8 thì lấy 1 nhân 13 và lấy 3 nhân với 8 sẽ tìm ra được kết quả là bằng 13/24. Tương tự như vậy, các bạn sẽ làm được bài 2. Làm bài xong, nhớ kiểm tra bài làm của mình. Sau đó, làm tiếp bài 3. 3. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 8/9m và chiều rộng 7/11m. Các bạn đã được học cách tính diện tích hình chữ nhật, đó là lấy chiều dài nhân với chiều rộng, là lấy 8/9 nhân với 7/11. Nhấn vào nút học sinh làm bài. Thực hiện giả bài toán như cô vừa hướng dẫn. Làm bài xong, nhớ kiểm tra bài làm của mình. Sau đó làm bài 4. 4. Chọn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Tích của 1/2 và 1/4 là A. 1/6, B. 2/6, C. 2/8, D. 1/8. Tích là kết quả của phép tính nhân, cho nên chúng ta sẽ lấy 1/2 nhân với 1/4. Được kết quả là bao nhiêu thì chúng ta sẽ so sánh rồi chọn phần đáp án phù hợp ở đây. Thực hiện tính rồi nhấn vào nút học sinh lựa làm bài, lựa chọn đáp án, sau đó kiểm tra bài làm của mình. Thực hiện chưa tốt, các em có thể nhấn vào nút làm lại để thực hiện tốt hơn. Cô tin chắc rằng các bạn sẽ thực hiện rất tốt những bài tập này. Như vậy là hôm nay chúng ta lại được tìm hiểu thêm nhiều kiến thức toán học bổ ích nữa rồi. Ở nhà, các em nhớ luyện tập thực hành nhiều hơn trên Archibook để học tập tốt hơn. Chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp các em ở những bài học lần sau.